Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán giả với thời sự thế giới của ngày thứ 6 cuối tuần này, từ cà phê sáng sang và nhiều tin thời tiết ngày hôm nay khắp nơi, từ miền Đông sang tới miền Tây Hoa Kỳ, một bên thì lũ lụt, bên hạn hán. Thảo Yên sẽ có phần tường trình chi tiết cũng như các bản tin liên quan đến vụ tấn công vào một nhà tù khiến hàng chục tù nhân Ukraine đang bị giam ở vùng Donetsk thiệt mạng, chuyện gì xảy ra, tranh cãi giữa Nga và Ukraine. Thế nhưng đầu tiên là thời tiết trong ngày hôm nay với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó thì trời sáng sớm hôm nay không còn nhiều mây nữa, cho nên là nhiệt độ cũng có tăng nhẹ so với gần nguyên tuần. Quý vị thấy hôm nay buổi trưa ở Westminster với Garden Grove thì có thể lên đến 82-83 độ, thưa quý vị. Hôm nay gió cũng không có nhiều, và ngày mai thứ bảy đó thì nhiệt độ tiếp tục tăng khoảng trung bình là 82-84, hơi nóng. Chỉ bắt đầu chủ nhật quý vị thấy là giảm nhẹ nhẹ. Nhưng mà nói chung đó thì tình hình ở Cali vẫn là rất là lý tưởng so với tại Kentucky và kể cả Vegas nữa. Thì đầu tiên ở Kentucky đó, như quý vị thấy, đây là chỉ là một trong những cái tấm hình mà báo chí họ ghi nhận, là bởi vì mưa từ hôm thứ Tư, mặc dù cái lượng mưa nó không có nhiều, nhưng mà bởi vì nó không có giống như là thoát nước kịp đó, thưa quý vị. Cho nên là nó ngập lụt quá nhanh, mà như quý vị thấy là ngập luôn nguyên cái xe, không có đi được. Sáng ngày hôm nay, ông thống đốc Kentucky cho biết tính đến sáng nay đã có ít nhất là 15 người đã bị thiệt mạng. Nhưng mà ông nói vẫn còn rất nhiều người đang mất tích, cho nên là từ đây đến 24 giờ nữa đó, ông nghĩ là cái con số người thiệt mạng nó phải gấp đôi, nghĩa là gần 30 người. Mà bây giờ đó là có một trong những người thiệt mạng là một người phụ nữ 81 tuổi và một đứa nhỏ mới có 3 tuổi thôi. Cho nên là người già với trẻ nhỏ, nguy cơ mà bị thiệt mạng trong số những người đang mất tích rất cao. Thì theo như ông thống đốc là từ hôm thứ Tư cho đến sáng ngày hôm nay, cái lượng nước mưa mà đổ xuống Kentucky chỉ có khoảng 5 inch thôi, không nhiều. Nhưng mà như quý vị thấy là cái đường ống thoát nước, rồi cái đất đai đó, nó gọi là saturated, chắc bị cô đặc đó, cho nên là không có thấm nước kịp. Và đến thứ Hai đó thì cơ quan dự báo thời tiết cho biết là sẽ còn một lượng nước mưa khoảng từ 2 cho đến 4 inch nữa sẽ vẫn tiếp tục đổ xuống Kentucky, thưa quý vị. Và ông đã đưa ra cái lệnh cảnh báo toàn tiểu bang. Và sáng hôm nay, Tổng thống Joe Biden cũng đã đồng ý cho FEMA sẽ giải ngân để mà cứu trợ cho Kentucky trong cái đợt này. Và tiếp theo là Vegas, rất là giống như là chưa bao giờ quý vị thấy Vegas mà có cái tình trạng mà đang ngồi ở trong casino mà nước từ ở trên trần nhà đổ xuống như thế này. Thì đây là hình ảnh từ tối ngày hôm qua, thưa quý vị, khi mà những người đang ngồi chơi đó họ quay được. Đó là Vegas bị mưa, nhưng mà những cái mái nhà đó thì không hiểu sao chắc cũng không thoát nước kịp, cho nên là từ từ nó động và có những cái khe hở, một cái là nó tràn xuống dưới này, ngập luôn những cái tấm thảm. Tất cả những cái casino lớn như là Caesar Palace, rồi Circus là bị ngập hết luôn, thưa quý vị. Và ở ngoài đường đó, freeway, đây là những cái hầm parking lot. Dạ vâng. Rồi ngoài đường, đây là nước từ trần nhà của Caesar Palace đổ xuống, như quý vị thấy. Rồi đi ở ngoài freeway đó, ngập gần nửa cái bánh xe, rất là nguy hiểm. Thì và hôm qua đó, nhiều người họ ghi nhận là có cái tình trạng vừa mưa mà vừa có sấm chớp, coi như là cứ liên tục, cứ cách
10 15 giây là có một đợt sấm chớp và nó gây ra cái tình trạng chập điện thôi quý vị. Và khi mà chập điện đó thì những cái tòa nhà mà có alarm á nó hú liên tục, cho nên ngày hôm qua nhiều người họ ghi nhận là sở cứu hỏa đó họ chạy lung tung hết, bởi vì họ tưởng là có bị đột nhập hay là có cái vấn đề cần cứu giúp, nhưng mà không phải là do chập điện gây ra. Thì thật sự người dân Nevada đó họ nói là mà mưa đó thì họ cũng quen rồi, nhưng mà ít khi mà bị ngập như thế này. Và từ tháng 7 cho đến tháng 9 thì cũng là cái mùa họ gọi là monsoon season ở tại Nevada. Monsoon là cái gì? Thảo Yên, trong quý vị có thể tưởng tượng đi chơi Vegas mà có ai chụp được bức ảnh một người cứu nạn bế mình ra khỏi xe, chiếc xe Mercedes bị kẹt khi mà tiến vào một trong những casino lớn trên Las Vegas Strip, cái chuyện không thể tưởng được. Nhưng mà đây cũng là một điều may, bởi vì thưa quý vị, Hoover Dam, Lake Powell, hồ chứa nước trong thời gian qua là thiếu nước. Đùng một cái, thực sự thì ảnh hưởng khá nhiều các cư dân, nhưng mà đối với cả tiểu bang Nevada và quan trọng nhất là nguồn nước, họ đang lo ngại các khu vực và nhà cửa vẫn tiếp tục bán mạnh ở vùng Las Vegas chung quanh cái khu sòng bài đó, thì đang thiếu lượng nước, trong đó kể cả Lake Las Vegas, một khu sang trọng ở tại đây nữa. Những cái báo cáo trong vòng vài ngày qua thì thấy họ đang tìm nguồn nước để cung cấp. Thế nhưng trên trời rơi xuống một cái lượng nước mưa đến độ mà ngập lụt ở khắp nơi, thì đó cũng là một tin tốt. Tình hình tài chính trong ngày hôm nay tiếp tục giới đầu tư xem ra không muốn nghĩ tới cái chuyện lạm phát rồi suy thoái nữa. Họ xem cái chuyện đó là đã xong rồi. Từ những tuần lễ trước khi mà thị trường đã bán tháo, đưa cả thị trường xuống đáy. Giờ đây thì họ nói rằng kế hoạch phục hồi và thoát khỏi suy thoái như thế nào. Thậm chí có các kinh tế gia họ nói như thế này: kinh tế Mỹ phải suy thoái. Ý họ nói đó là phải chậm phát triển lại, bởi vì tăng trưởng nhiều quá thì lạm phát không thể kiềm chế được. Và đó là lý do, một trong những nỗ lực của ông Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Jerome Powell hôm thứ Tư, phải tăng phân lời lên thêm nữa. Chưa hết, tin tức cho biết là tháng 9 này phân lời sẽ tăng nữa. Một trong những hoạt động kinh tế mạnh mẽ nhất đó là khu vực địa ốc phát triển khủng khiếp Florida cho đến California. Và một trong những khu vực về kinh tế quan trọng đối với tổng sản lượng nội địa GDP của Hoa Kỳ cũng là địa ốc nữa. Thì để cho các ngành phát triển quá mạnh từ đại dịch đến giờ phút này đó, nó tăng mạnh quá đi, vượt quá cái tầm tay với của người dân, thì họ nói rằng việc tăng phân lời như vậy kiềm chế lại cái giá nhà tiếp tục gia tăng nữa cũng là một tin tốt. Và vì thế trong số các ngành địa ốc, kể cả các chuyên gia họ nói ngành địa ốc đang rơi vào suy thoái, bởi vì trong một vài tuần lễ qua nhiều khu vực, nhất là Florida, có những căn nhà giảm tới 40.000 Mỹ Kim, có những căn nhà đã để 40 ngày qua vẫn chưa bán được tính tới ngày hôm nay, mặc dù đã giảm. Ngày hôm qua có một chuyên gia trả lời trên đài phỏng vấn của CNBC, họ nói rằng ngay cả giới xây dựng nhà bây giờ bắt đầu họ giảm giá. Thí dụ căn nhà trước đây là 400.000, bây giờ họ phải giảm xuống 20, 30, 40 ngàn, và họ sẽ tiếp tục giảm giá. Như vậy cái phân lời, cái mức lời của họ càng ngày càng rút đi, bởi vì họ nói cái tình trạng của địa ốc bây giờ bắt đầu chậm và bắt đầu tụt giảm nhiều rồi. Thị trường ngày hôm nay có lúc lên trên 100 điểm, Dow Jones lên được 475 điểm lúc này, Nasdaq lên được 118, S&P 500 lên 28. Lý do Amazon tuyên bố vẫn có lời và họ đã tìm được những cái phương cách để kiềm chế lạm phát, định giá cả rất tốt. Và vì vậy quý vị khi mà lên trên mạng Amazon á, thấy mặc dù giá có tăng so với năm ngoái nhưng mà tăng chút đỉnh thôi. Việc kiềm chế như thế là do cái sự cạnh tranh giữa các công ty bán hàng cũng như những người bán hàng trên Amazon. Họ muốn giữ giá làm sao để bán được càng nhiều càng tốt lúc này, cho nên Amazon vẫn có lời. Thị trường lên ngày hôm nay bởi vì các công ty lọc dầu, công ty dầu hỏa như Chevron, Exxon, vân vân, Mobil, Shell đều công bố lợi nhuận khổng lồ luôn, thưa quý vị. Chẳng hạn như Amazon lên được hơn 10% ngày hôm nay.
cho thấy là Amazon đã thoát khỏi cái đợt gọi là suy thoái và lạm phát. Chevron đều tăng rồi, kể cả United Rentals, mà các công ty về cho thuê mướn nhà kho v.v. Công trái phiếu 10 năm là 2,647 vẫn thấp như thường, thưa quý vị. Dầu lên 5 đô la 101 đồng 45 sen, vàng lên 12 đồng 6 1,762 đồng 90 sen. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý trong ngày ngay sau bản quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thảo Yên Hoàng, Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Vẫn một tin liên quan đến tình hình kinh tế ngày hôm nay. Bản tin từ Bộ Thương mại và Thống kê ghi nhận được lạm phát vẫn còn cao, thế nhưng so với tháng 5 thấp hơn. Và đó là lý do mà các chuyên gia họ nói rằng mức lạm phát đã lên tới đỉnh rồi. Bởi vì bây giờ đó mà họ đã tăng phân lời như thế mà vẫn còn tăng nữa thì không biết còn các phương tiện nào khác nữa. Tuy nhiên họ nói trong cái tin này một lần nữa vẫn có những cái bi quan, bởi vì lạm phát, giá cả mua bán của người tiêu thụ và liên quan đến cá nhân người tiêu thụ đó, khi họ mua những cái mặt hàng đó họ phải trả thêm tiền vì lạm phát, đã tăng 6,8% in June. Đây là mức lạm phát liên quan đến personal consumption. Có nghĩa là quý vị chúng tôi đi mua sắm, thì quý vị đi nhà hàng ăn uống hoặc là đi mua sắm trong chợ đó phải trả thêm 6,8% trong tháng 6. Và đây là mức tăng cao nhất trong vòng 12 tháng. Tính từ tháng Giêng năm 1982 tới giờ. Năm 1982, vào thời điểm đó, người tiêu thụ phải chi thêm gần 7%. Và từ tháng 1 năm 1982 đến giờ, chưa có lúc nào mà người tiêu thụ phải trả thêm tiền nhiều đến như thế. Và đó là cái điểm mà đáng chú ý trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng, gọi là PCE đó, thì trong tháng 5 vừa qua, mức lạm phát cũng tăng lên chút đỉnh, thưa quý vị. Thế nhưng so với mức lạm phát vừa qua 8,9% thì đã giảm đi phần nào. Và điều đó thêm một điểm nữa, Employment Cost Index, chỉ số mà những chủ công ty phải chi trả thêm, cũng được các nhà hoạch định chính sách của chính phủ liên bang theo dõi. Và trong tam cá nguyệt thứ 2 từ tháng 4, 5, 6, tam cá nguyệt thứ 2 là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tăng 1,3%. Nhưng con số này cũng nhẹ thôi. Thưa quý vị làm chủ tiệm nail hoặc là chủ các công ty đó, thì quý vị đi mua sắm, thì trong tháng qua quý vị cũng phải chi thêm. Nhưng mà cái mức chi đó cũng nhỏ thôi, 1,3%. Tuy nhiên, mức chi của các công ty thấp, nhưng mà người tiêu thụ vẫn phải trả tiền nhiều, bao gồm tiền xăng, tiền thực phẩm và nhiều thứ khác nữa. Chi tiêu của các công ty không bao gồm thực phẩm và năng lượng, đó là cái chi tiêu mua văn phòng phẩm, chi tiêu cho thêm mướn người để dọn dẹp văn phòng, đó cũng là một trong những mức chi tiêu mà hiện nay các nhà hoạch định kinh tế họ theo dõi các giá cả tăng. Và thưa quý vị, từ nay nếu như cử tri nào mà
họ cảm thấy họ không hài lòng với hai cái đảng hiện tại, Cộng Hòa cũng như Dân Chủ, bởi vì theo họ những cái quan điểm của Cộng Hòa hoặc Dân Chủ nó quá khích á, thì từ nay quý vị sẽ có thêm một lựa chọn nữa, bởi vì vừa có một cái đảng mới vừa thành lập gọi là đảng Forward thưa quý vị, mà trong đó những người đồng sáng lập là những nhà lập pháp cũng như là các chính trị gia hợp nhất từ phía hai đảng, mà trong đó nổi tiếng là như quý vị thấy cái gương mặt mà cái đảng Forward này hiện nay đang lấy ra để mà thu hút sự chú ý của cử tri, đó là ông Andrew Yang. Thì ngoài ông Andrew Yang, ông này từng là cựu ứng viên tổng thống năm 2016, cũng như là ông đã từng cố gắng ra ứng cử cho vị trí thị trưởng của New York. Rồi trong đó có ông David Jolly, cựu nghị sĩ đảng Cộng Hòa, và bà Christine Todd Whitman, cựu thống đốc của tiểu bang New Jersey. Thì trong một cái tuyên bố từ phía đảng Forward này đưa ra đó, thì họ giải thích như thế này, là trong 2 năm qua, cái chủ nghĩa cực đoan chính trị đang chia rẽ đất nước và người dân cảm thấy tiếng nói của họ không có được lắng nghe, đặc biệt là với hai cái vấn đề là mối quan tâm chính, đó là quyền sở hữu súng cũng như là cái quyền phá thai. Bởi vì có nhiều cử tri đó thì thật sự ra họ không có muốn là bị tịch thu hết súng ống của đảng Dân Chủ, nhưng mà đồng thời họ lại lo ngại về cái vấn đề bạo lực đang diễn ra ở trong xã hội, mà đảng Cộng Hòa đó thì lại giống như là muốn thả cửa ra, ai cũng có quyền mua súng cả. Thì những cái cử tri này họ bị mắc kẹt ở giữa, nghĩa là họ vẫn muốn mua súng, nhưng mà muốn chính phủ phải có một cái luật lệ gì đó để mà kiểm soát những người tâm thần, những người quá khích, những kẻ tội phạm không được sở hữu súng chẳng hạn. Thì họ nói rằng họ không đồng ý với cái lời kêu gọi của phía đảng Cộng Hòa là tịch thu súng ống. Thì bây giờ đó, đảng Forward theo như lời tuyên bố của họ sẽ là một cái đảng ở giữa mà có cái quan điểm họ gọi là moderate. Moderate chắc là giống như là trung lập. Vâng, trung lập. Và sẽ tìm cách tiếp cận với những cái mối lo ngại của cử tri một cách tiết chế nhất để mà có thể đưa ra những cái chính sách. Họ nói nếu như sau này được cử tri tin tưởng và ủng hộ cho họ thì họ sẽ đưa ra những cái chính sách mà làm hài lòng với những cử tri này. Thì đảng Forward này đang chuẩn bị bắt đầu tổ chức những cái cuộc giống như là National Convention khắp toàn 15 tiểu bang lớn của Hoa Kỳ này, để cho năm 2024 sẽ có những cái ứng viên đầu tiên của họ xuất hiện tên ở trong lá phiếu để cử tri có quyền bầu cử. Cũng có lý thưa quý vị, bởi vì ngay cả trong các thành phần của Dân Chủ hay Cộng Hòa cũng có thành phần trung dung. Họ không phá thai, thí dụ không chống phá thai, họ ủng hộ việc mà cho phép cái quyền của người phụ nữ. Cũng có những người đảng Cộng Hòa như vậy. Bên phía Dân Chủ thì ngược lại cũng có những cái thành viên chống lại những cái quyết định mà nó đi quá khích của phía Joe Biden. Thì chưa biết được, để xem coi thời gian tới cử tri, nhất là thành phần cử tri độc lập. Thành phần cử tri độc lập họ hay đứng giữa lắm. Và thành phần cử tri độc lập đóng vai trò vô cùng quan trọng cho các cuộc bầu cử, và nhất lại các tiểu bang bảo thủ thưa quý vị. Ở tại vùng Donetsk, một lần nữa pháo kích giữa hai bên. Đáng tiếc là những nạn nhân là những người binh sĩ Ukraine. Quý vị còn nhớ được trong khu vực lúc mà quân Nga tiến công đánh vào Mariupol và trong nhà máy thép Azov, thì bao nhiêu ngày tháng trời cái thành phần Ukraine, quân đội Ukraine đó cố gắng phòng thủ đến giây phút cuối cùng, và họ sẵn sàng chết mà, đói kém đủ hết đó, sẵn sàng chết. Thế nhưng cuối cùng bởi vì thấy không thể nào mà giữ được Mariupol, cho nên ông Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các người lãnh tụ của phe tiểu đoàn của Ukraine đầu hàng. Và những người binh sĩ này là những tù binh Nga bắt đưa về vùng phía đông của Donetsk và giam giữ trong các nhà tù ở tại đây. Và trong đến giờ phút này đó, hầu như không có các nỗ lực để trao đổi tù binh. Hơn 40 binh sĩ Ukraine bị giam trong các nhà tù này, cùng thêm với các binh sĩ khác. Những cái tội những người binh sĩ Nga mà đào ngũ đó cũng bị nhốt chung luôn.
Thế thì ngày hôm qua đã xảy ra một vụ tấn công, mà hôm nay thì hai bên đổ lỗi cho nhau. Phía Nga thì nói rằng vụ tấn công mới nhất đó đã gây thương vong cho ít nhất hơn 4 người tù binh. Thì họ nói rằng một loại hỏa tiễn tầm trung HIMARS của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cung cấp hàng chục các loại pháo binh, pháo kích cung cấp cho Ukraine, trong đó có các loại HIMARS bắn không quá 50 dặm. Và Ukraine đã sử dụng các loại súng này để bắn kiềm chế quân Nga ở vùng Donetsk, trong cái khu vực Donbass, thưa quý vị, ở phía đông, cả cái cánh phía đông này đó, giáp danh với biên giới của Nga là Donbass, thì Nga đang nỗ lực để chiếm vùng Donbass, không chiếm được. Đến giờ phút này, bởi vì Ukraine cứ phản công, và hậu quả đó là một quả đạn hỏa tiễn rơi trúng cái khu vực mà giam giữ tù binh này. Phía Nga thì chỉ trích Ukraine, nhưng mà Ukraine chỉ trích Nga như thế nào? Và sáng ngày hôm nay cả hai bên đều chỉ trích lẫn nhau về cái tình trạng chết đa phần là tù binh Ukraine ở tại vùng Donetsk. Mời quý vị tiếp tục theo dõi tin tức ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabinet Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến vụ mà xung đột và tranh cãi lẫn nhau. Cả hai đều cáo buộc, Nga, Ukraine đều cáo buộc là tại vì mày mà tao chết, hoặc là số binh sĩ này chết đủ hết. Hai bên chửi nhau dữ lắm đến sáng ngày hôm nay. Những cái tin tức này ngay cả giới truyền thông họ cũng chưa xác định được. Thế nhưng bên phía Nga trong cuộc họp báo hàng ngày đã cho biết là có ít nhất 40 binh sĩ Ukraine trong nhà tù đang bị giam. Nhà tù đây là tù cho những tù binh Ukraine ở vùng Donetsk đã thiệt mạng. Ngoài ra 75 người khác bị thương. 8 nhân viên của khu cách ly cũng bị thương. 8 nhân viên này là của Nga. Thế thì bên phía Ukraine sau khi nghe tin này đó thì họ cáo buộc trở lại là tại vì các anh, tại vì Nga. Nga đã giấu giếm những tù binh này và không cho biết được những nhà tù này ở đâu. Và vì thế khi họ pháo kích là quả đạn nó rơi vào chỗ đó, làm sao biết trước được. Rồi chưa kể đó là Ukraine cũng cáo buộc đó là Nga cũng cho bắn vào các hỏa tiễn rơi vào các khu vực mà trong đó những cái hỏa tiễn này không trúng mục tiêu chính xác và lại rơi vào các khu mà hiện nay đang giam các tù binh của Ukraine. Cho nên cuối cùng, thưa quý vị, nạn nhân là những tù binh Ukraine. Họ đã sống trong một thời gian 2 tháng trời ở Mariupol khó khăn. Tưởng là sống sót được, đang qua đêm đang ngủ thì hỏa tiễn rơi xuống đầu, chết ngay tại chỗ. Chưa hết, ngày hôm nay các giới chức Anh Quốc nhận định bên phía Nga hiện nay đang bị tổn thất rất nặng. Hơn 7 sư đoàn của Nga đã bị thiệt mạng. Mà họ nói trong số này 75.000 người đó bao gồm người binh sĩ Nga chết, và cứ một người chết, 3 người bị thương. Cho nên ít nhất là gần 8 sư đoàn của Nga đã bị loại ra khỏi vòng chiến. Giờ đây thì Nga đang dồn nỗ lực để đắp vào, bù đắp vào những người binh sĩ đã thiệt mạng hoặc bị thương trong thời gian qua. Và quay trở về với những bản tin địa phương thì thưa quý vị, mới đây công ty Spectrum, công ty mà cung cấp cái dịch vụ Internet cũng như là cable đó, bị một tòa án ở Texas
yêu cầu phải bỏ ra một số tiền đền bù lên đến 7 tỷ, vừa đóng tiền phạt cho chính phủ và vừa đền cho gia đình của một nạn nhân. Bà đã bị giết bởi một nhân viên của Spectrum vào năm 2019. Thì đây là hình ảnh của hung thủ, thưa quý vị, tên là Roy James Holden, còn người phụ nữ này là nạn nhân. Thì theo như hồ sơ từ tòa án đó, năm tháng 12 năm 2019, bà Betty Thomas sống ở thành phố Irving của Texas. Bà sống một mình, 83 tuổi, gọi công ty Spectrum để mà gắn dịch vụ vừa Internet lẫn cable. Thì công ty này gửi nhân viên của mình là cái tên Holden này đến. Thì ngày hôm đó, bởi vì thường gắn nó rất là lẹ, trong vòng có vài tiếng thôi, y đã gắn xong rồi. Nhưng mà có lẽ là một vài tiếng ở trong nhà của bà Betty đó, thì y biết là bà vừa cao tuổi mà lại sống có một mình. Cho nên là một ngày sau, y quyết định quay trở lại. Y gõ cửa và vẫn mặc đồng phục của Spectrum và còn lái luôn cái xe của Spectrum mà. Nhưng mà ngày hôm đó đó, bây giờ theo hồ sơ tòa án là ngày mà y không có schedule đi vào làm, nhưng mà vẫn lấy bộ đồ với cái xe của công ty. Thì y giả bộ nói với bà là chưa có xong, cho nên người phụ nữ này tin tưởng lại cho y vào trong nhà một lần nữa. Và y thủ sẵn một con dao, vừa vào ở trong nhà là đâm người phụ nữ này đến chết. Và y cướp tài sản. Sau đó y dùng credit card của bà đó đi ăn xài, mua sắm xe hơi vân vân, cho đến khi bị bắt. Thì phía công tố viên đó, lúc ban đầu thì họ chỉ yêu cầu công ty Spectrum phải đền một cái số tiền không có nhiều, nhưng mà luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân đó mới tìm được những cái bằng chứng và trình lên cho tòa thấy là Spectrum không ngoại trừ trường hợp của cái tên Holden này, mà suốt nhiều năm nay đó, cái hệ thống mướn người của Spectrum có vấn đề. Là thứ nhất, nghĩa là những cái người mà nộp đơn xin vào làm việc đó, khi mà quý vị cũng nhớ là cái resume họ ghi là cái lịch sử họ từng làm cho những cái công ty nào trước đó đó, Spectrum không hề kiểm tra luôn, thưa quý vị. Và thứ hai nữa, cũng không có cái việc mà giống như gọi là background check. Cho nên là cái tên Holden này đó, thứ nhất, từ trước khi mà được Spectrum mướn, y là một cái dân vô công rồi nghề, không có làm việc ở một nơi nào cả. Cho nên nếu mà nhân viên của Spectrum, cái người giống như manager hay quản lý gì đó, mà chịu bóc cái phone lên gọi một trong những cái số cũ y đưa là biết hoàn toàn là giả mạo. Thứ hai nữa, khi mà được mướn, Spectrum cũng không có background check cái tên này từng phạm tiền án ăn cướp rồi ăn trộm xe rất là nhiều. Cho nên nếu mà background check thì không thể nào mà mướn một cái người như vậy. Thì không riêng gì tên này mà tất cả những người nào mà nộp hồ sơ vào, bởi vì luật sư đại diện cho nạn nhân họ đã cố tình thử, cho nên và họ thấy là được Spectrum mướn vào, cho nên họ mới trình lên cho tòa thấy là nếu như mà Spectrum từ lúc đầu đó đã có cái quá trình mà mướn người một cách đàng hoàng, đúng standard, thì sẽ không có mướn cái tên Holden này, và nếu không mướn tên này thì sẽ không có dẫn đến cái ngày mà y giết chết bà. Cho nên chính vì vậy mà tòa án đồng ý với lại phía luật sư là cái công ty này có những cái sai phạm về cái luật lệ mướn người. Cho nên là ngoài cái việc lúc ban đầu đó là yêu cầu trả cho gia đình nạn nhân chỉ có khoảng 100 triệu thôi, nhưng mà sau đó tòa nâng cái mức tiền lên là đền bù cho gia đình của bà Betty gần 400 triệu, và sau đó cộng thêm chi phí tòa án rồi tiền phạt vân vân mới lên đến con số 7 tỷ. Ngày hôm nay thì hãng thông tấn CNN loan một bản tin về thời trang, trong đó đề cập đến công ty Dior của Pháp đã bị phía Trung Quốc cáo buộc là nhái thời trang của Trung Quốc, thời trang thời Trung cổ của Trung Quốc. Và đây là chiếc váy bị cáo buộc. Thưa quý vị, bên hãng thông tấn CNN thì họ đã liên lạc với công ty Dior để hỏi. Thế nhưng công ty Dior từ chối trả lời phỏng vấn. Bởi vì CNN loan tải liên quan đến những người biểu tình, họ đã tập trung phía trước cửa hàng của Dior để phản đối. Và trong thời gian qua đó, Dior đã giới thiệu sản phẩm mới, thương hiệu mới, đó là chiếc váy mà phía Trung Quốc nói chiếc váy này mang tên là Horse Face Skirt, chiếc váy mặt ngựa. Bởi vì theo cái kiểu dáng của Dior được quảng bá mới đây, và trên trang mạng của Dior nữa,
Đây là chiếc váy bán với giá 3.800 đô la thưa quý vị. Ngày hôm nay biến mất khỏi trang mạng của Dior và ở các tiệm Dior lấy hết ra không bán được nữa bởi vì các vụ mà biểu tình cáo buộc này. Chiếc váy này theo những người Trung Quốc mô tả đó, nó y chang cái váy thời xa xưa mà những người phụ nữ thuộc loại giàu có và những người trong có tiền đó thì họ được thiết kế riêng của triều đình. Và cái loại váy này đó hai bên xếp ly và nó cắt nó tẻ ở giữa để dễ dàng cho người phụ nữ leo lên ngựa khi ở giữa, chứ còn nếu mà nó không có tách ở giữa đó thì khi mà nhảy lên ngựa thì thấy nó lòi ra hết cả đùi cả quần. Và vì thế họ nói đây là cái thiết kế của Trung Quốc từ thời xa xưa và họ cáo buộc Dior thì họ nói không, chúng tôi không hề có những cái vụ mà vi phạm về tác quyền hoặc là nhái hiệu văn hóa mà họ gọi là cultural appropriation. Cultural appropriation rõ ràng là chuyện đi nhái. Thí dụ như áo dài Việt Nam mà Chanel có thời gian mà họ thiết kế lại. Nhưng mà ít nhất thì thế này, những người Trung Quốc họ biểu tình họ nói đó, lẽ ra Dior cần phải nói khi mà giới thiệu thương hiệu của mình á, là lấy cảm hứng từ kiểu váy của Trung Quốc. Họ chỉ cần nói một câu đó thôi là coi như đồng ý. Đây là lấy ảnh hưởng, cảm hứng. Đằng này Dior nói đây là hoàn toàn là do nhà thiết kế thời trang của Dior thực hiện. Đó là lý do đã dẫn đến cái vụ mà tranh cãi rồi biểu tình khắp nơi. Nhưng mà Dior họ nói, họ đưa ra thông điệp báo chí, họ nói như thế này: chúng tôi rất tiếc là một trong những kiểu mẫu thời trang mới đây đã gây phản ứng từ người dân Trung Quốc, nhất là vấn đề văn hóa. Và vì thế họ hủy bỏ đợt hàng này, không xuất hiện ở trên mạng ngày hôm nay nữa, thưa quý vị. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình. Và thưa quý vị, mới đây thì cơ quan CDC đã lên tiếng khuyến cáo về một cái loại vi khuẩn vừa mới được tìm thấy tập trung quanh khu vực tiểu bang Mississippi, mà họ nói rằng cái loại vi khuẩn này đó từ trước đến giờ là không có ở Hoa Kỳ mà thường là ở những quốc gia họ nói là miền nhiệt đới đó thưa quý vị. Và những cái lần mà gần nhất người dân Hoa Kỳ bị bệnh là ở nước mà gần nhất là Puerto Rico chứ chưa bao giờ, nhưng mà bây giờ không hiểu sao cái con vi khuẩn này đã xuất hiện ở trong đất đá và nước, hệ thống nước của Hoa Kỳ và tiểu bang đầu tiên là Mississippi. Thì phía CDC họ nói đã có, họ phát hiện, không phải phát hiện, họ đã nhận được report từ 2 trường hợp riêng biệt. Trường hợp đầu tiên hết là vào năm 2020, đó là cái trường hợp đầu tiên. Thì lúc đó đó, bởi vì từ trước đến giờ cái con vi khuẩn này nó không xuất hiện ở đây, cho nên là phía CDC khi đó họ nghĩ là do người này đi du lịch đến các nước miền nhiệt đới, nhưng mà không phải. Và đến đầu tháng 7 này đã có thêm một trường hợp nữa, và bây giờ hai cái trường hợp này đó được chứng thực là hai người này họ không có đi du lịch ra nước ngoài trong khoảng thời gian vài năm nay. Thì cái con vi khuẩn này đó thưa quý vị, nó gọi là
Bucodoria pseudomallei, và nó gây ra một cái triệu chứng gọi là melioidosis, mà thường đó thì người ta hay gọi là Whitmore disease, là một khi bị cái con vi khuẩn này vào người đó, nếu như mà không chữa trị kịp thời thì sẽ gây ra cái tình trạng bị nhiễm trùng máu ở bên trong cơ thể. Đây là hình chụp X-ray của một người mà bị nhiễm đó thưa quý vị. Thì phía CDC cho biết là thường đó, một khi mà mới vừa bị bệnh xong và nếu mà được đưa vào bệnh viện kịp thời, được uống antibiotic thì có thể giải trừ, giết được cái con vi khuẩn này. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là mấy chục năm nay đó, Hoa Kỳ không có cái con vi trùng này, và đặc biệt cái con vi trùng này nó cũng rất là lạ. Đó là nếu như mà nó xâm nhập vào những cái bộ phận khác nhau của trên cơ thể đó, thì nó lại gây ra những cái triệu chứng khác nhau. Cho nên là có nhiều khi bác sĩ đó, họ gặp cái triệu chứng như vậy, họ lại không chẩn đoán được là cái con vi khuẩn này, cho nên là họ chỉ có cho thuốc nhẹ nhẹ ở nhà uống, thì nó mới gây ra cái tình trạng bị trầm trọng. Khi mà đưa vào trong bệnh viện thì hơi bị trễ, cho nên là lúc trước CDC nói là mỗi một năm nó có trung bình khoảng từ 10 cho đến 12 người bị nhiễm cái loại vi khuẩn này, mà tất cả đều là do đã đi ra nước ngoài. Đặc biệt là cái nguy cơ mà bị nhiễm cái vi khuẩn này ở Thái Lan rất là cao, 30 đến 40% và ở Úc Châu cũng cao nữa thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà đi vào trong bệnh viện mà trễ đó thì có thể dẫn đến cái khả năng là nhiễm trùng máu quá nặng rồi hoại tử một số cái cơ quan nội tạng ở bên trong. Cho nên là cái điều đầu tiên đó là phía CDC họ nói một khi mà nhiễm cái bệnh này cần phải tìm ra được chuẩn trị là phải có phải nhiễm cái con vi khuẩn này hay không. Thì phía CDC cho biết là hai cái trường hợp mới nhất ở tiểu bang Mississippi đó là họ sống ở những cái khu vực rất là hoang vu và có những cái đầm lầy. Thì phía CDC đã cử chuyên gia đến lấy những cái mẫu đất ở đó và những cái vũng nước ở đó, thì phát hiện là chứng thực tìm được cái con vi khuẩn này. Và đây là một cái điều rất là phía CDC họ nói vẫn không hiểu tại sao, bởi vì suốt bao nhiêu năm nay cái con vi khuẩn này không xuất hiện ở trong nguồn nước ở tại Hoa Kỳ. Và tại tiểu bang Indiana ngày hôm nay xảy ra một vụ kiện khá là ầm ĩ ồn ào. Các nữ tù nhân của một nhà tù ở Indiana đang đệ đơn kiện lên rất nhiều các giới chức, nhất là các giám đốc cai quản một nhà tù ở Indiana, về tội bất cẩn và cho phép một nam tù nhân bán những chìa khóa trong các phòng giam của nữ tù nhân cho nam tù nhân khác, để những nam tù nhân này vào cưỡng hiếp những nữ tù nhân. Tin tức này nó kinh hoàng và chưa bao giờ nó xảy ra, thưa quý vị. Ở Indiana có nhà tù vì vấn đề mà tù nhân đông rồi không có ngân sách vân vân, cho nên họ giam nữ tù nhân và nam tù nhân chung trong một nhà tù, nhưng mà được chia làm các phòng lớn và các khu vực khác nhau. Bên nhóm nữ tù nhân họ có sân chơi riêng, nam tù nhân có sân chơi riêng, và hai bên thường đó là có thể trong lúc mà tập trung thì nhìn thấy nhau được, nhưng mà chỉ biết thế thôi, còn không có những cái sự đụng chạm. Tuy nhiên vào năm ngoái, cái vụ này đã xảy ra từ tháng 10 thưa quý vị, và đây là một cựu cai tù, phía Việt Nam gọi là quản giáo đó. Đây là cựu cai tù, tên này là Lowe. Hắn đã ngầm bán những chiếc chìa khóa vào trong phòng giam của nữ tù nhân. Mỗi một lần như vậy, $1,000. Nguồn tin không cho biết, bởi vì cuộc điều tra của liên bang đang tiến hành cái vụ này nó càng ngày càng lớn hơn, thưa quý vị. Không biết được tên này đã kiếm được bao nhiêu tiền và hắn chia chác cho ai. Liệu rằng tên giám đốc nhà tù Indiana lúc đó có biết được, có nhận tiền hay không? Hoặc là ngoài tên Lowe này còn có những người khác nữa? Thế nhưng cho đến giờ phút này đó thì tên Lowe chỉ nhận hắn là người đứng ra để chủ trương bán chìa khóa $1,000. Có tới hơn 20 nữ tù nhân kiện, và trong số này có ít nhất là hai nữ tù nhân đã bị hãm hiếp đến độ là gây chấn thương ở bộ phận sinh dục luôn.
Thì chuyện gì theo lời kể và hiện nay đó, tin tức này mới đưa ra chi tiết cho biết đó, là có một lần trong tháng 10 đó, hắn bán cái chìa khóa này và hắn đã bán thường xuyên rồi. Nhưng mà cái vụ này đã trong suốt gần một năm trời không có đưa ra, bởi vì những tên tù và những tên cai tù này nói đó, tụi bay mà nói ra, tức là nói với các nữ tù nhân, nói ra là tụi bay sẽ bị giết. Thì các cô này sợ quá luôn. Cho đến khi trong nó có một vài nữ tù nhân được trả tự do. Và sau khi trả tự do rồi, họ ở bên ngoài rồi đó, họ mới nói lên cái tình trạng đó. Và sau khi khai ra và có luật sư đứng ra, thì những nữ tù nhân bên trong mới thực sự làm nhân chứng đến ngày hôm nay, để họ được bảo đảm là tính mạng của họ không bị nguy hiểm. Và hiện nay đã tất cả những cái sự liên hệ giữa hai bên nam và nữ đó hoàn toàn đã bị biệt lập rồi. Sau khi vụ này xảy ra, thì một trong những nạn nhân bây giờ ở bên ngoài rồi đó mới kể lại đó, là trong lúc cô đang ngủ thì tự nhiên nghe cái tiếng chìa khóa mở ra. Thế là một tên nam tù nhân vào và tiến tới đánh cô, rồi nghĩa là hãm hiếp cô liên tục qua đêm luôn. Và cái ghê gớm ở đây đó thưa quý vị, bởi vì qua đêm rồi, trong thời gian mà tên cai tù này đó trông coi vào ban đêm đó, hắn để yên cho những tên này ở trong nhà tù của các nữ tù nhân và hãm hiếp liên tục các cô. Và điều này có nghĩa là cái khu vực của nam sang nữ đó không hề có ổ khóa. Thì những tên này cứ tự động đi sang các phòng giam của nữ và cứ thế mà mở cửa vào tù tấn công. Và tên này, tên lâu này dự trù sẽ ra hầu tòa vào tháng 11 tới đây. Và thưa quý vị, mới đây thì ngân hàng US Bank là cái ngân hàng lớn thứ 5 ở tại Hoa Kỳ đã chính thức bị cơ quan bảo vệ người tiêu dùng phạt một cái số tiền lên đến gần 40 triệu, bởi vì cơ quan này cho biết là sau một cái cuộc điều tra kéo dài 5 năm trời đó, họ phát hiện là US Bank cho phép nhân viên của mình check credit reports của khách hàng. Sau đó những ai mà có good credit đó, bị nhà bank này mở thêm rất nhiều những cái account, mở luôn cả những cái credit lines mà người khách này hoàn toàn không hề biết. Thì cái lý do đó thì theo cơ quan này là bởi vì US Bank yêu cầu mỗi nhân viên mỗi một tháng là phải có mở thêm được một số cái lượng account mới, thì làm sao mà đủ. Cho nên là những cái người nhân viên họ làm cái cách này và US Bank biết hết và để cho nhân viên của mình làm. Thì cái việc này nó ảnh hưởng credit score của rất nhiều người. Và một số cái giống như quý vị cũng biết, có một số cái bank account đó là mỗi một tháng quý vị phải bỏ vào bao nhiêu, hay là nguyên một cái bank phải có 500 trong đó, nhưng mà mở ra họ không biết, không có tiền, lại bị US Bank charge cái tiền fee. Và nhiều khi những cái người này đó họ giàu hay là sao đó họ không thấy, bao nhiêu năm trời mỗi tháng cứ charge người ta 5 đồng 10 đồng như vậy. Thì cái số tiền phạt này đó là sẽ trả hết cho những người khách nào mà biết và đã từng đóng những cái illegal accounts này, thì có thể nộp đơn yêu cầu US Bank trả lại hết những cái số tiền đó cho mình. Trong quá khứ Wells Fargo cũng đã từng bị rồi, bị áp lực từ công việc. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà luetsaigontv.com theo dõi phần livestream đọc các bản tin cập nhật. Chiều nay trở lại với chúng tôi lúc 5 giờ với phần tin buổi chiều. Vào trong YouTube xin nhớ nhấn nút subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.